Mình là Nguyễn Thị Thùy Dương, năm nay 27 tuổi và hiện tại công việc của mình đang kinh doanh một tiệm bánh kem và công việc của mình đã duy trì được khoảng 5 đến 6 năm. Bản thân mình thì đã làm trong cái nghề bánh này khá là lâu và mình rất là yêu thích cái bộ môn hội họa. Ngoài cái việc mình trước đây mình thử vẽ lên bánh kem thì năm ngoái mình có thử sức với việc là vẽ tranh trên bánh trung thu và từ đó những cái bức tranh nghệ thuật về bánh trung thu đã được ra đời. Về bánh trung thu thì Thùy Dương sử dụng hoàn toàn là bánh trung thu truyền thống và mình hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ cái loại nhân nào mà mình thích cũng như là bất kỳ loại vỏ bánh nào. Đầu tiên thì mình cần có một chiếc bánh trung thu hoàn chỉnh. Sau đó là tôi sẽ sử dụng đậu xanh cũng như là đậu trắng để tạo một lớp nền ở trên bề mặt. Rồi sau đó là mình sẽ sử dụng bút và màu thực phẩm để có thể tạo nên những bức tranh trên bề mặt bánh. Về bản chất thì vẽ lên bánh trung thu cũng rất là giống với việc chúng ta vẽ trên giấy. Tuy nhiên trong quá trình làm chúng ta cần cẩn thận và kỹ càng hơn bởi vì bề mặt đậu sẽ mềm hơn so với bề mặt giấy rất là nhiều, nên là trong quá trình thao tác thì chúng ta hết sức cẩn thận và lưu ý. Bởi vì bản thân mình không phải là một người học chuyên về mỹ thuật nên là cái thời gian đầu thì Dương rất là khó khăn khi mà thực hiện những cái thao tác vẽ, bởi vì nét vẽ của mình vẫn còn thô và không được mềm mại như bây giờ, nên là cái khoảng thời gian đầu tiên mình làm hỏng khá là nhiều. Về sau khi mà mình vẽ nhiều hơn thì nét vẽ mới có thể uyển chuyển và mềm mại hơn. Màu sắc thì Dương sử dụng thì hoàn toàn là màu thực phẩm và có uy tín ở thị trường nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Thông thường thì tùy vào cái độ khó cũng như là độ phức tạp của cái bức tranh mà mình lựa chọn, thì nếu như bức tranh dễ thì Thùy Dương chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi. Tuy nhiên là những cái bức tranh cầu kỳ và khó như là tranh đồng hồ hay là tranh nhà hàng trống chẳng hạn thì mình có thể mất đến 40 phút hoặc 1 giờ đồng hồ cho một chiếc. Đối với bánh trung thu hoa thì có mức giá thấp hơn một chút, là khoảng 160 đến 200 ngàn một chiếc. Còn đối với bánh trung thu vẽ thì mình đang nhận từ 250 ngàn đến 300 ngàn một chiếc.